Hiếm muộn là tình trạng một cặp vợ chồng không thể có thai sau ít nhất một năm giao hợp bình thường, không áp dụng biện pháp tránh thai. Đối với người vợ trên 35 tuổi, thời gian này là 6 tháng. Ước tính có hơn 1 triệu cặp vợ chồng hiếm muộn tại Việt Nam. Con số này chiếm 7,7% tỷ lệ các cặp vợ chồng Việt Nam trong độ tuổi sinh sản. Có 3 nguyên nhân gây ra hiếm muộn: do nam giới, do nữ giới và nguyên nhân kết hợp cả hai điều trên. Để khắc phục tình trạng này, hiện nay phương pháp thụ tinh ống nghiệm đang được rất nhiều cặp vợ chồng lựa chọn. Thụ tinh trong ống nghiệm là kỹ thuật lấy noãn và tinh trùng kết hợp với nhau ở ngoài cơ thể, tạo thành phôi. Phôi được nuôi từ 2 đến 5 ngày, sau đó chuyển vào buồng tử cung của người vợ. Tỷ lệ thành công của thụ tinh trong ống nghiệm phụ thuộc vào độ tuổi của người mẹ và kinh nghiệm của nơi thực hiện. Người mẹ dưới 35 tuổi thường có tỷ lệ có thai cao hơn những phụ nữ trên 40 tuổi, với tỷ lệ có thai dao động từ 30 đến 40%.